Ok. Nhàn. Sao thế? Bị em làm cho hồn lìa ra khỏi xác rồi đúng không? Sao giờ này em còn chưa về? Là vì anh đấy. Em không thể để anh cướp mất chiếc quán quân về muộn của em dễ dàng như vậy được. Anh uống thử cà phê này xem có ngon không? Ngon đấy. Cảm ơn em nhé. Sao dạo này anh hay về muộn vậy? Chẳng giống như ngày trước, cứ ta làm một cái là tốt về nhà với vợ ngay. Có phải là anh đang có chuyện không vui? Đúng là chả có chuyện gì qua được mắt em cả. Em là chuyên gia tâm lý mà. Có chuyện gì anh cứ nói với em sẽ tư vấn cho. Chị nhà làm cho anh buồn à? Chị ấy có người khác sao? Anh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ thấy rằng là cô ấy đang thay đổi. Không còn là người vợ dịu dàng như ngày xưa nữa. Có phải là chị ấy không còn quan tâm anh như trước? Thường xuyên gắt gỏng, cáu bẩn với anh đúng không? Vợ ơi! Vợ ơi! Lại đi đâu nữa rồi? Giờ này còn chưa thèm về cơm nước nữa. Vợ với chồng con. Này! Em đi đâu bây giờ mới về? Hả? Em đi có việc. Việc gì? Việc linh tinh thôi. Anh ăn gì để em nấu? Cơm nước thì giờ này nữa. Nhìn đồng hồ xem bây giờ mới giờ rồi. Cái nhà này càng ngày chả ra thể thống gì cả. Cái nhà như này ấy, thà tôi không về nữa còn hơn. Cô hiểu chưa? Thế anh đi đâu thì anh đi, đừng có về nữa. Được. Nếu như cô nói thế, tôi cho cô tội nguyện. Em hiểu mà, nhiều khi những người mà ta yêu thương nhất cũng trở nên lạnh nhạt. Em cũng đã từng phải trải qua hoàn cảnh như thế. Đằng nào thì anh cũng không muốn về nhà lúc này đúng không? Đi uống rượu với em đi. Uống rượu á? Chỉ có hai đứa mình thôi á? Chứ đâu ra mà ba mình. Sao? Anh sợ à? À, được đấy. Không biết ai phải sợ ai đâu nhá. Thế mới là trưởng phòng Kiên mà em biết chứ. Đi. Sao thế anh? Vợ anh. Chẳng phải chị ta cũng đang chờ người tình sao? Đấy, thấy chưa? Đi với người tình rồi đấy. Em tưởng vợ anh xinh lắm, ai ngờ nhợt nhạt, phờ phạc như cái xác không hồn. Đừng có nói là anh vẫn còn lưu luyến đấy nhá. Sao mày tự nhiên mày nấu nhiều món ngon thế này? Hả? Thì bao lâu nay vợ chồng mình chưa có bữa cơm tử tế. Toàn bắt anh phải ăn qua loa. Nhưng anh yên tâm, hôm nay em xin nghỉ việc rồi. Từ nay em sẽ ở nhà để nấu cơm cho anh. Cái gì? Em nghỉ việc rồi á? Sao tự nhiên lại nghỉ vậy? Tại em thấy công việc căng thẳng quá. Mà bận bịu quanh năm, không có thời gian để chăm lo cho gia đình. Nên em muốn nghỉ một thời gian
Nhưng mà em nghỉ việc, không thông báo đổi cho anh được một tiếng à? Mà sao tự nhiên anh nghỉ ở chỗ như thế? Lương tháng đã ổn định, công việc đã tốt nữa. Thật là không hiểu nổi được em luôn. Em xin lỗi, nhưng em cũng mới quyết sáng nay. Mà thật sự em không muốn đi làm nữa. Thôi tùy em đấy, ăn đi. Anh ăn đi, em học được ở trên mạng đấy. Ngon không? Được. Thế anh ăn nhiều vào nhá. Nhàn à, anh nghĩ chuyện tình cảm bọn mình ấy nên chấm dứt thôi. À, anh nói gì vậy? Chấm dứt á? Đúng thế, anh cảm thấy có lỗi với vợ anh quá. Chẳng phải chị ta cũng đang ngoại tình còn gì? Có thể là anh nhầm, nhưng may hôm đấy là bạn cô ấy thì sao? Chị ta ngoại tình rõ mười mươi như vậy mà anh vẫn còn cố lừa gạt bản thân mình. Em chịu anh luôn đấy. Dạo gần đây cô ấy không còn buồn bực với anh nữa, không còn gắt gỏng với anh nữa. Anh cảm thấy cô ấy đã yêu anh như ngày xưa. Anh quá ngây thơ anh Kiên ạ. Quan tâm chồng đột xuất chỉ là biểu hiện rõ rệt của ngoại tình. Chị ta quan tâm anh như vậy chỉ là thoáng qua. Chị ta cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho anh một chút ít mà thôi. Anh có lưu luyến con người như vậy để làm gì? Bao nhiêu năm qua em vẫn một lòng một dạ với anh, thế mà chưa nổi chục ngày anh đã muốn ruồng bỏ em à? Anh Kiên, em thật sự rất yêu anh. Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Có lẽ em nói đúng. Người như cô ta, anh chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi cả. Em mới là người khiến anh phải trân trọng. Anh xin lỗi đã làm em phải hụt hẫng. Biết lỗi thì sớm đưa em về chung một nhà đi còn gì nữa. Anh không ly dị thì còn đợi đến bao giờ? Có lẽ phải thế thôi. Anh sẽ tìm cách để nói chuyện với cô ta. Anh sẽ nói chuyện với chị ấy là anh đã có người khác á? Tất nhiên. Bây giờ chả ai còn tình cảm với nhau nữa. Phải đi tìm hạnh phúc mới thôi. Anh làm như vậy để làm gì chứ? Nhỡ chị ta chỉ muốn ngoại tình mà không muốn ly hôn thì sao? Mình phải chiếm thế thượng phong chứ. Đằng nào thì chị ấy cũng chưa biết anh đã có người khác phải không? Trước tòa anh hoàn toàn có lợi thế. Nếu như anh có bằng chứng của chị ta ngoại tình. Nhưng bây giờ làm cách nào để anh có bằng chứng ngoại tình bây giờ? Anh chỉ cần bảo chị ta là anh đi công tác vài ngày, con cáo sẽ lòi đuôi ra ngay. Anh cứ thử xem. Được, anh sẽ thử. Anh nhớ xong việc rồi về sớm với em nhé. Được rồi, vào nhà đi. Anh đi nhá. Chẳng nhẽ lại có bầu. Tôi chỉ mới đi 30 phút
mà cô đã dám dẫn trai về nhà. Vậy mà tôi cứ hy vọng là cô không như thế. Kiên ơi là Kiên, bây giờ thì mày tỉnh hẳn chưa? Cô định thủ tiêu kết quả khám thai à? Hả? Cái gì thế này? Không, 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 không thể nào. Không thể có chuyện như thế này được. Giấu anh? Giấu gì cơ? Cái này là cái gì? Em... Tại sao bị ung thư 3 tháng nay rồi mà bây giờ em mới thèm nói với anh? Vì anh biết cô không thể thay đổi sự thật. Bệnh của em quá nặng rồi. Anh chỉ thấy mệt mỏi chán nản thôi. Vậy em nghĩ anh sẽ sống vui vẻ được hạnh phúc à? Hả? Em có biết trong thời gian qua anh đang nghĩ em ngoại tình không? Và anh cũng đã ngoại tình để trả thù em đấy. Anh nói gì cơ? Người đau lúc nãy là ai? Người đau lúc nãy là ai? Đấy là bạn cấp 3 của em, cũng là bác sĩ ở bệnh viện ca. Cậu ấy muốn em xạ trị, nhưng em không muốn. Trời ơi, tôi sai quá rồi. Nhưng anh nói anh ngoại tình để trả thù em thật sao? Lý, anh là một thằng chồng tôi. Nhìn thấy em gầy đi như thế này mà anh không hề biết rằng em có bệnh, lại cho rằng em là ngoại tình. Anh xin lỗi Lý ơi, hãy đánh anh đi, hãy tát anh thật mạnh vào. Anh xin lỗi, hãy tát anh đi. Em tha thứ cho anh, em không còn thời gian để hận anh nữa. Muốn phần đời còn lại của mình sống trong vui vẻ, hạnh phúc, được không anh? Không, em đừng dễ dàng từ bỏ hy vọng như thế. Bệnh ung thư bây giờ đã có rất nhiều người chữa trị khỏi rồi. Hãy để anh dùng phần đời còn lại của mình để chuộc lỗi với em nhá. Chúng ta đến bệnh viện nhá. Vô ích thôi, bệnh của em nặng lắm rồi. Em đã quyết như thế. Nếu như em vẫn quyết định ngoan cố như thế, anh sẽ chết trước mặt em đấy. Anh đừng có khóc như thế. Anh là người như thế nào em biết rõ rồi mà. Anh nói anh sẽ làm, anh sẽ chết trước mặt em đấy. Thôi được, em sẽ đi. Anh xin lỗi, vợ anh là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà. Vợ anh sẽ chiến thắng được mà. Ta đi đến bệnh viện nhá.